bấm xem chữ 3 giây này vào bước này, rồi bấm step, bấm xét, bấm step, bấm xét, bấm trên chữ NO này tăng lên 1 này, bấm xét nhớ này, bấm xét nhớ này, bấm xét này, xuất trên chữ second này, second là cái là vào bước này, mình vào bước 1 này, bấm xét nhớ này, bấm xét này, bấm xét chữ EP này, bỏ qua này, EP bỏ qua này, rồi và đây là nhiệt độ ISP này, đây là một là đang thể hiện bước 1 này, là mình đang cài là 170 chẳng hạn, bây giờ mình thay đổi là mình có thể đó, mình bấm tâm giác ngang là nó di chuyển, thấy không, nó di chuyển qua đấy, nó di chuyển chỗ nào là mình tăng chỗ đấy, chẳng hạn như 800 chẳng hạn, thì mình xuống cho thằng này về số 0, tiếp tục chuyển qua 800, tâm giác lên là tăng, tâm giác xuống là phòng, đó, 800 này, nó di chuyển qua bên này xuống 800 này. 800 đấy, rồi xét nhớ đấy là thời gian nhiệt độ của bước 1 được cài xong, và thời gian là mình cài cả 1 giờ bây giờ thì mình cũng giống như thế, mình cũng bấm mũi tên di chuyển lên 7 giờ 8 giờ chẳng hạn đó, 8 giờ bước 1 là mình cài 8 giờ đó, rồi xong Sekun hỏi mình cài xong bước 1 rồi, tiếp tục mình cài bước 2 đấy, bước hai là cả 1.700, bây giờ nó là 800 luôn, mình giữ nó 800 luôn. Cứ di chuyển lúc nào mà nó đó 800 là của bước 2, rồi bây giờ mình giữ 1 giờ, à, 1 tiếng rồi xong. Đó là quy trình đúng, là mình cài được 2 bước là xong rồi. Bước 3 mình không cài. Bây giờ bước 3 là bây giờ mình vào mình xem bước 3 có gì không? Không có. Nhiệt độ mình không cài. Thời gian ở là mình không cài, là chạy hết 2 bước là nó tự tắt. Sau đó cài xong chương trình, bắt đầu mình nhấn 3 giây, giữ 3 giây. Rồi trở về trạng thái ban đầu. Đó, trở thành ban đầu không? Bấm run là lò chạy. Bấm run lò chạy. Bật công tắc lên. Lò chạy ok. Khi muốn tắt lo bấm reset đấy, khi mà mình đang chạy giữa chừng mà mình muốn tắt lo để mình làm việc khác là mình bấm reset, tắt xong bật tắt cả cái này hoàn thành.